Xin chào các bác quay trở lại với kênh âm thanh của Duyên Audio. Trong video này, em giới thiệu một mẫu âm ly của hãng Đông. Đây là dòng âm ly 7 kênh stereo cho các bác. 7 kênh stereo. 7 kênh. Hàng nội địa của Nhật sử dụng điện 100V. Với cái 7 kênh này thì âm ly sẽ đánh 14 con sò than. Nội thất của âm ly thì rất là gấu, với 14 sò, ở dưới có 10 và ở trên là 4, tương đương với 7 kênh là 14 con sò than. Máy móc zin và đây là cái vỉ rẻ mã của âm ly. Với cái dòng âm ly như này thì được rẻ mã 24 bit hết. Và đây rất nhiều đường loa ra. AC 100V, hàng nội địa của Nhật, công suất 240W. Và dòng này thì được lắp ráp tại Trung Quốc, CD 2484. Có một số model thì lắp ráp tại Trung Quốc, một số model thì lắp ráp tại Korea, Hàn Quốc. Ở đây có hai cổng rẻ mã quang, Optical 1 và Optical 2. Thì Optical 2 chính là cổng TV, thì nó rất dễ nhớ, các bác cắm vào cổng OBT2 này thì là cắm luôn vào cổng, bật cái cổng tín hiệu TV lên là có đường rẻ mã quang từ Smart TV vào. Các đường analog này rất là nhiều, CD có này, AUX này, rất nhiều cổng analog tuner có này, cổng tuner này. Lắp ráp tại Trung Quốc thôi, nhà máy đặt tại đấy thôi, nhưng mà vẫn được quay về thị trường của Nhật, họ sử dụng bán trong nước với AC 100V. Ở đây vẫn có đường reo để xuất tín hiệu sang âm ly khác, chính là cái đường phông này, các bác nhé, đường phông. Còn đường đây là đường xúc điện này, ghi subwoofer này. Và đây sẽ nó coi như là một cái đầu rẻ mã của hãng Đàn Ông. Với trở kháng loa đều từ 6 đến 16 ohm, với cái cặp loa chính thì các bác có thể đánh bass tối đa 2 năm trở lại. Còn đây các đường loa ở đây nữa thì các bác ghép thêm vào một cặp nữa đây, một cặp nữa vào đây đây. Đấy. Còn đánh 3 cặp loa. Đấy, còn thêm một chiếc đây nữa. Bây giờ sẽ test tất cả các cái đường loa ra cho các bác. Ở đây là cặp loa chính là test hết rồi. Đấy. Đấy, các bác có thể đấu nhiều loa vào cái âm ly đời lông này để các bác nghe nhạc. Nó có chế độ tất cả các kênh đánh stereo hết rồi. Phụ kiện kèm theo là các bác là có cái điều khiển để các bác tắt mở âm ly. Ở đây sẽ có chữ up này, có chữ on này. Đấy. On up. Với độ chuyển kênh TV hay là cổng VAUX là cổng phía trước này. Đây là cổng Digital Optical 2 này, cổng TV đây các bác. Đấy. To nhỏ này. Còn về hình thức của âm ly thì hàng bãi Nhật về thì có những cái vết xước nhỏ nhỏ ở đây. Mặt là mặt nhôm màu bạc. Nói chung tổng quan về hình thức thì cũng còn chấp nhận được, cũng còn khá đẹp để trưng bày. Còn những cái vết này thì các bác có thể có những cái mua những cái tem gì đó dán nó vào. Và với cái mức giá, âm ly có kích thước chiều ngang là 43,5, chiều cao là 14,5 và chiều sâu 40, giá 2.400.000 đồng. Giá 2.400.000 đồng thì đã bao gồm cả điều khiển này và cả bao gồm cả phí vận chuyển nữa các bác, bao em bao ship toàn quốc luôn. 7 kênh stereo, ở đây có chế độ 5 kênh và 7 kênh này. Còn đây là phím, hai phím bật tắt nguồn, một phím cứng và một phím mềm. Function đây là xoay chuyển kênh, đây các bác có thể xoay chuyển kênh này. Đấy, cổng TV. TV này có thể điều trên khiển nó có hết, cổng TV tuner này, cổng DVD là cổng giải mã, cổng optical 1. Ở đây là cầu loa A và cầu loa B này. Đấy. Ở đây là bật tắt là cái đường gọi là bật tắt để chế độ 5 kênh. Đấy. Còn lại để chế độ 7, đây là 5 kênh này. Đấy. Bật lên nó thành 7 kênh này. Đấy. Ở đây ghi 5 kênh, 7 kênh này, hoặc đánh chế độ stereo này. Đấy.
Đây, stereo nó sẽ ghi ở bên này. Đây là stereo, là chế độ hai kênh nghe nhạc thông thường các bạn. Đây là 7 kênh. Còn đây tông control là chỉnh giải bass cộng trừ 12. Check, đấn tiếp phần nữa là check và xoay cái núm này là cộng trừ 12. Đây volume tổng. Giá 2.400.000 đồng cho một âm ly đàn ông 7 kênh stereo, phụ kiện là tặng kèm điều khiển và giá bao ship toàn quốc. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22555. Hàng sẽ được ra toàn quốc. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.